Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Kiệt và anh Hiền đến quay các anh cưa bụi rừa. Thì trước mắt mình bụi rừa rất là to. Bụi rừa này nằm trong một khu vườn hoang có rất nhiều ngôi mộ. Cả nhà thấy bụi rừa này rất là to nha. Nhìn rất là cao. Bụi rừa này rất là lâu năm nằm sát với mấy mương nè. Một chút các anh sẽ cưa bụi rừa này như thế nào. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Thì có nhiều cây nhỏ bên dưới anh Kiệt đang phát cho nó chống để cưa bụi rừa cả nhà. Đây giờ mới rậm rạp cả nhà. Nguyên cái khu này toàn là nhà mồ nhiều. Những cái đường dây điện cả nhà, những đường dây điện, những đường cáp quang nè.
cái đầu anh Hiền sẽ đeo lần lần lên trên để cưa. À, bên dưới anh Hiền, anh Kỳ sẽ hỗ trợ cho anh Hiền. Cắt bên ngoài cho nó trống mà. Bên ngoài bển thì mình không có qua quay được. Cách nhau một cây mương anh.
đi rồi. Thì anh Kỳ cũng đã hãy cái dây lên cho anh bây Hiền giờ, ha, để anh Hiền à, họ kéo máy không được á. Leo lên cưa cái phần nhánh của cây cây này cây sắn máu không? Hai cây cây sắn ha. Cây dầu. Cái dầu gì á, cái dầu mà phải không? Có đâu. Cái này là cái để anh Hiền cũng đã leo qua thôi nha. Anh Hiền cũng đã kéo lên nè. Yeah.
là cưa xong rồi hay bộ rửa chống dễ lên cưa. Chuẩn bị cái móc để quăng lên, kéo cái nhánh chỗ anh Kiệt cưa đó cho rớt luôn hai cái nhánh nè. Giờ nó nghiêng qua bên phía phần bển là có cái những cái đường dây điện đó, sẽ nó ngã bển sẽ đứt cộng dây điện, thì quăng để kéo cho nó rớt về phía đây. Thì sau khi thấy cái móc nó vô trong cái cây rồi, bắt đầu anh thì sẽ cưa cho anh Hiền bên dưới kéo nha. Sụp luôn nguyên vàng cái nhà, quá nhẹ luôn á. Gì khỏi thấy không thấy nữa hả? Bây giờ sẽ thay đổi, anh Hiền sẽ cưa, anh Kiệt sẽ kéo dây nha. Anh Hiền ra là vậy đó, anh Kiệt tướng lực mà, mới có 30 tuổi rồi cả nhà ơi, khỏe lắm. Không có miệng nha, ngoài cánh vô. Các anh cũng đã cưa xong rồi. Phần bên đây anh Kiệt và anh Hiền cũng đã cưa xong rồi. Đầu sẽ qua bên đây nha cả nhà. Bển này cũng có rất đông mà. Mấy những người ở xóm ta tới qua coi nha, tại hồi nào giờ bụi rùa này không ai dám cưa chứ. Nó rậm âm u rậm rạp nên không ai cưa chứ. Nên anh Hiền với anh Kiệt tới cưa thì mọi người ai cũng ra giờ hết. Các chủ nhà cũng không dám ra ngoài bụi rùa này luôn á. Cái sợi dây nó dính nhau á, dây cổ rùa á.
Ah!
Bên phía nhánh bên đây. Qua bên nhánh bên đây cả nhà. Còn một nhánh này nữa là đã xong cái bụi rừa này. Bụi rừa này cả nhà thấy cưa rất là tốn thời gian. Những cái nhánh nhỏ của nó bị dướng tùm lum tà la hết. Bên dưới thì cũng có những cái đường dây điện, phải né những đường dây điện. Lên đứng như này nè. Đứng đây qua bà nuôi rễ xuống trước đi có coi. Nãy những cái rễ này bên dưới anh Kiệt cũng đã cắt sẵn rồi, cả nhà thấy nó trống nè. Trống phần bên dưới, còn cái phần ở trên nè. Thì cái chỗ anh Hiền đang ngồi thì nó bị vướng cái độc của cây dừa. Ah!
Ah!
Kiệt dọn dẹp xong rồi bắt đầu mới cưa tiếp.
gốc đựng đứt luôn cái bộ dừa luôn. Thường cắt ra khoan 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 tôi cắt cái kè đây. Còn cắt kè đẹp sáng hồn cả nhà. Qua đây Phúc ơi. Để cưa chịu thôi, qua đây chịu thôi, cưa đứt được cái mình đến với nhau, qua xe lưng nữa nè. Qua xe lưng để lật đó luôn. Anh chị cũng đã buộc cái sợi dây cho anh chị kéo vô bờ cả nhà.
thì cũng đã cưa đứt rồi, bây giờ kéo cho nó vô trong thôi, không biết nổi không, hai anh làm nổi không. Cố lên, rồi cắt kè nó đu nè. Con hát kè đẹp trai, bông nhiều cả nhà. Đẹp trai ghê luôn. Ê, ra 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 anh. Ra đây đi. Ra ra đi. Kìa 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 kìa. Hai ba con luôn, một cái động luôn nè cả nhà. Đó đó, anh đẹp trai nè. Hậu ơi. Nhâm Kiệt bắt được cắt kè đi đi đi. Xe lên xe lên. À. Nè cả nhà thấy nè. Kè đập chai ghê, nó hơi mệt mệt nha. Nãy cưa bị đứt đuôi nè. Không phải, đứt đuôi mọc lại bà thằng à, ơi. Đứt đuôi mọc lại cũng như vợ cắn sừng đứt đuôi nha. Mọc lại. Ồ quá trời các kè. Mà động các kè luôn. Cuốn dây lên đi, mình bá không đâu. Anh Hiền và anh Kiệt cũng đã hoàn thành xong bộ rừa siêu to cả nhà. Cưa hoài từ giờ mới hết. Có ổn các kè nè. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.